tidur. Xài thế. Thank you.
喂！喂！喂！ 哈囉，三伯伯，我用这一道回去，啊，这一只啊。 这个三个月，你看，这不是快吗？快两千，我后面一个月。
cần bệnh máu không bạn đâu bạn bệnh về có điện không điện đưa thì chưa đến mấy cái chiều qua tớ nó để nông cắt cắt mưa thì sợ đâu đấy bạn nghe hả bà để lên đây đi nên đổ Thank you.
chuyện hôm qua hành động cư xử anh thấy con cũng buồn lắm. Đó, đã cũng buồn lắm. Dạ, bảo con rồi, con Hoa không hợp thì tôi cứ nhắn là chia tay nhau không có kéo nhúng nhau làm gì cho nó khổ ra nhau ra. Nhưng như là con lớn rồi, con có quyền quyết định, con yêu ai từ của con ấy, mẹ cũng can cấm con ấy. Mẹ đã nói rồi, thế bây giờ mẹ bảo con, nếu mà con một là mẹ, hai là Hoa, thì con chọn ai thì tùy con. Con nói cho mẹ biết để mẹ đấy, giờ bảo cái một trong hai người đấy, còn một là mẹ, hai là Hoa, con chọn ai thì con cho mẹ biết. Vừa mẹ nói thế, nghĩa là làm thế con là có xử. Có xử gì, mẹ đã bảo là có mẹ thì không có Hoa, mà có Hoa thì không có mẹ. Đấy, con một trong hai người con muốn chọn ai thì con chọn. Nếu mà con chọn Hoa thì từ nay trở đi mẹ con coi như cắt đứt, không có quan hệ gì mẹ con nữa. Mẹ nói thế. Đấy, thì mẹ đã bảo rồi. Con mà không nghe mẹ thì coi như là mẹ không có đứa con này. Mẹ nói thế thì thằng nào dù ngồi đường cùng. Như mẹ đã, chị mẹ thì mẹ nào cũng chỉ muốn tốt cho con. Thế bây giờ mẹ những cái chỗ nó mẹ ngắm thấy được thì mẹ bảo con không nghe. Nhưng con không thích Tuyền, con thích Hoa. Thế thì thôi con chọn Hoa, còn mẹ thì coi như là không có mẹ mà không có con. Thì thôi chuyện này bây giờ mẹ đang nóng giận, đến chuyện này con không nói chuyện với mẹ nữa. Bây giờ con phải đến giờ, con đi, con phải đi làm rồi. Đấy, con đi làm này, con cứ suy nghĩ cho nó kỹ. Bây giờ con nói chuyện với mẹ sau, mẹ ở nhà nhé. Đứa ở nhà nó giàu, nó hẳn hoai thì thế thì không lấy, cứ thích cái đứa nghèo rớt mồng tơi về nuôi nó không nổi. Con bây giờ cái nói không nghe, năm nay về khổ một đời. Để nghe con đi làm đấy. Con không đi ô tô à? Con tìm gần đây, con đi bộ được. Con này đi bộ ạ. Vâng. Quay làm đấy. Vô lý, hôm nay mưa gió này lại đi bộ, không đi ô tô. Chắc lại lên nhà con Hoa rồi, mình phải đi theo nó mới được. Mưa nước Hoa, cái đấy đấy nào? Có thể suy nghĩ chuyện qua không? Đi lên gặp cô đấy gái không? Thank you.
mấy ngày mưa thế chị nhỉ? Mưa to chứ. Nước nó lại cứ hụt đi. Chị nhỉ? Chị hả? Mấy em sao ấy? Thì không. Hỏi cháu gì? Cũng buồn tí. Làm sao nhỉ? Có chuyện gì? Trời mưa buồn lắm đó. Lý do anh chồng chán lắm. Hôm qua thì xuống nhà anh Tuấn. Đấy làm sao? Là mẹ anh Tuấn anh đuổi. Anh Tuấn á? Tuấn mà hôm kia mình xuống thích lắm mà. Không biết là sao, thì xuống bác đuổi cấm không có chị gặp anh Tuấn. Đuổi gì? Chị đang bánh xuống rồi bác ấy mất đi. Mà lần bác thích lắm mà. Sao bác làm thế nhỉ? Chị không biết tại sao. Chị không biết làm nào cả. Chị nghĩ thương anh Tuấn lắm. Thế cũng khó gì. Hay là thôi chị không yêu anh Tuấn nữa. Anh Tuấn bị anh Tuấn lấy chị xuống như thế nào? Anh vẫn lấy tình cảm. Có bao nhiêu vậy? Có. Nhưng không biết tại sao bác lại thế. Thế thì em thấy anh Tuấn là người tốt mà chị. Mình cứ, chị cứ thử để cho anh Tuấn em như thế nào, xem anh giải quyết như thế nào. Em nghĩ là chắc có chuyện gì đấy thì như thế thôi chị. Cứ để xem anh Tuấn giải quyết như thế nào chứ không được chán chị ạ. Cứ bình tĩnh đã. Em thử điện với anh Tuấn xem là anh bảo như thế nào. Thôi, chứ mình điện đâu Thái. Dạ. Không phải điện, không phải điện. Không điện à? Thế thôi, không phải buồn rồi. Chờ cho anh giải quyết như này. Không phải suy nghĩ nhiều. Vui lên. Không đổi lầm. Mình cũng buồn nhẹ quá lắm. Anh Tuấn là người thông minh, anh sẽ giải quyết được thôi. Em nghĩ là anh Tuấn như thế là chắc là có chuyện gì đấy thì bà xử lý, chỉ chưa xử như thế. Đá nếu hôm xuống mà vẫn tốt thì em vẫn kiếm mình thế. Chị nghĩ là chắc là bà thích tiền hơn chị, nhưng là chị chắc là mình nghèo không có tiền cả. Chị không biết là như nào cả. Mọi lần mình không xin trả bằng tiền. Các chị Tuyền nha, chị Tuyền hoàn cảnh giàu hơn chị mình. Gia cảnh nó thứ khiến mình chắc là giàu hơn mình vì chỗ mình nghèo. Không biết nào thôi, hai chị em cùng cố gắng. Như gì cả lắm. Nó cố gắng với sai Tuấn giải quyết như nào được. Còn về như là tim cũng buồn quá. Thank you.
khóc. Chú lại lên đây. Chú sợ bác lại làm thế với em. Chú? Sợ bác lại làm thế với em. Có anh đây rồi thì ra nhé. Anh ngồi đây anh đi. Đi, anh ngồi. Nó đang lên nước này. Ừ. Anh nước đây. Tôi đi. Anh dưới nhà lên đấy. Ừ, dưới nhà. Tôi nước đi. Ngồi đi. Thấy nữa. Bảo em ngủ anh ngủ đi. Mưa này anh lên đấy. Ừ, mưa anh vừa đi đi có tí việc nhưng mà cái mưa này sợ quá. Buồn em phải lên xem này. Vừa chị nói chuyện với em. Em biết chuyện như thế. Chán. Em động viên chị nó thôi đi. Cứ từ từ để xem anh như thế nào. Mà thấy chị chán, buồn chán, em chán thương. Cố gắng động viên chị giúp anh nhé. Em có động viên không? Ừ. Để anh giải quyết dần dần. À. Nghe chuyện xong lại buồn. Chị ngồi đây uống nước nhé, uống nước đi. Anh chị ngồi đây nó uống nước nói chuyện nhé. Ờ, ở trong nhà thì cứ lau nhà nghỉ tí đi. Vâng, vâng. Anh đi xe máy thôi ạ. Đi bộ. Em thấy buồn không? Anh có thấy vui không? Bác ơi, anh đi về đi, bác không biết rồi, anh đi, anh bảo đi công trình. Mưa này nó đi làm. Nhưng mà tại sao bác lại làm như thế anh nhỉ? Anh không biết rồi. Một lần em xuống bác có như thế đâu. Tự nhiên lại như thế. Hay là Tuyền lại nói gì không biết mà tự nhiên lại thế. Nhưng mà đừng lo chứ, anh sẽ kiểu anh giải quyết dần dần. Thế thôi giờ anh không lên gặp em nữa. Hả? Thế thôi giờ anh đừng lên đây gặp em nữa. Sao không gặp được? Đó. Không gặp em anh nhớ lắm. Thôi anh chắc không phải lên. Em không muốn bác lại buồn. Ừ, không lo, cho nên đấy sẽ những giải quyết. Em sợ anh khó xử như gì. Hả? Dạ. Em sợ anh khó xử à? Vâng. Em sợ à? Việc này để anh giải quyết. Đâu đấy hết nhé. Em không phải lo nữa. Quá ở đây rồi. Cũng buồn nữa. Mà trời mưa buồn quá. Không buồn đi. Để anh giải quyết nhé. Sáng nay nói chuyện với mẹ rồi nhưng mà mẹ nó vẫn kiên quyết rằng chắc anh sẽ giải quyết được, không phải lo nhé. Cứ đi làm mấy tháng không phải lo. Anh còn lên nhé. Vâng. Cứ đi làm anh bình thường đi. Không gì phải buồn đâu. Thấy em này buồn lắm. Không biết tại sao mẹ anh như thế. Em không biết sao bác phải. Bác không có cái gì mà tốt bác phải đối xử như thế. Quán. Sao bác lại đánh anh thế? Sao con bảo lẽ con lên công trường, sao giờ con lại ở đây? Con công trường xong rồi con lên thăm hoa tím đường này. Mẹ đi theo con từ lúc con ở nhà đi đến giờ. Con chỉ được cái đấy điêu thôi. Thế con làm gì? Sao mẹ đánh con? Con sáng mẹ hỏi con bảo con đi lên công trường. Thế mà con lại đi lên đây. Thì con đi lên công trường rồi xong con mới lên thăm hoa đi. Con mẹ theo con từ ở nhà lên đây. Con đi công trường bao giờ? Mẹ theo con làm gì?
tại vì con mẹ không tin tưởng con, nên là mẹ thử đi theo con xem là con có nói thật hay không. Có chuyện gì đây bác? Dạ anh Tuấn nói dối bác, nên là bác đi theo anh xem là anh có nói thật hay không, nhưng mà thực thực là anh nói dối bác. Còn hoa... anh A Tuấn còn lừa bác đi bao giờ? Con lo cho Hoa nên con lên thăm Hoa. Mẹ đã bảo rồi, hai đứa không hợp là chia tay nhau đi, không phải níu kéo nhau làm gì cho nó mất thời gian. Con còn phải đi làm, công việc thì ở trên kia thì cứ bỏ bê. Công việc con lo không, được, công việc con lo được, mẹ không mẹ yên tâm. Còn đâu việc của con với Hoa mẹ không phải lo nữa. Mẹ đi theo con ở đây làm gì? Tại vì con mẹ thấy con không không thật lòng với mẹ. Thế Hoa bác đã bảo là ngày dài hôm qua nó xuống nhà bác đã bảo là không được xuống gặp anh Tuấn nữa mà sao con vẫn cứ xuống gặp mẹ? Có chuyện gì đâu? Cho cháu xin lỗi, lần sau cháu không gặp anh nữa. Từ lần sau rồi đi bác còn thấy thì đừng có trách bác nhé. Thôi mẹ đừng nói như thế đi. Hoa có làm gì đâu mà mẹ nói Hoa. Nói cái gì? Mẹ đã bảo con không cho mẹ mẹ. Hoa có làm gì đâu mà, đây là con tự lên chứ Hoa có gọi con lên đâu. Con tự lên, từ giờ trở đi nếu mà mẹ con thấy hai đứa gặp nhau mà hẹn hò với nhau thì đừng có trách mẹ nhá. Mẹ, sao mẹ làm thế? Mẹ chỉ vì nghĩ thương con thì mẹ mới làm thế, biết chưa? Thôi không được, con không đồng ý đâu. Con là con của mẹ thì mẹ mới làm như thế. Còn nếu mà con không phải là con của mẹ thì mẹ không bao giờ làm như thế nhá. Nên là mẹ bác bảo con Hoa từ giờ trở đi không được gặp Tuấn nữa, biết chưa? Vâng. Hoa nhá, từ giờ trở lần sau trở đi là không được hẹn hò với Tuấn nữa nhá. Bác nói lần này thôi, không có lần mẹ, sau đâu nhá. Chắc cứ mẹ phải nói nặng lời chứ nhỉ? Thôi đi về. Tớ đi về. Để con ở đây. Đi về. Con đợi cho Hoa một lúc. Không ở miếng việc à? Đi về. Đi về. Đi về nhá. Vâng. Đi về. Lên mũ đấy. Hãy động viên chú Ba giúp anh nhé. Vâng. Lên xong có gì cho anh. Vâng. Hôm nay anh lên xong. Vâng. Về nhá. Đi về. Không có hôm nào không biết gì cả. Đi về. Hãy động viên chị của chú anh nhá. Không. Vâng. Đi về. Anh về đây ba. Anh về đi. Đi về. Thôi chị ạ, bây giờ như thế thì thôi mình cũng khó xử với anh Tuấn nhỉ. Giờ bác lên như thế thì anh Tuấn chắc cũng thương chị, nhưng mà em thì cũng không biết làm nào cả. Thôi cả anh Tuấn, con anh Tuấn về anh Tuấn giải quyết chị ạ. Thôi chị ạ, nhìn nay chị ạ. Để chị đi vào nhà đi. Chị có ổn không? Để chị đây mình. Thôi chị ạ.
gì thôi. Bye.
ăn. Vâng, con xin ăn. Thật, con không được hoạt vời. Chồng đi làm công ty đâu. Cắt nhau được không?
chơi rồi.
Không, 6 lạng rưỡi rồi. 6 lạng rồi, 4.000. Ừ. Hôm nay về cô thấy một khóc mà mình sao không luôn. Băng này của nó ngon hơn như thế. Còn bán thì 25. Một sản phẩm chỉ có 39.000 đồng. Vâng, ai chưa xem thì ta... Sản lạnh anh ơi. Đây là đất nhà. Đi có thấy, có lấy được cái đắng. Đắng lắm. Cục uống không? 2 cân. Không, có chung. Thế á? Ai có được uống à? Cái gì đây, chẳng gì, không chở. Cái gì đây, chẳng gì, không chở.
biết thế nhỉ? Hả? Mát mấy nhỉ? Phải xanh nước hay nào? Thank you.
Đường. Quả gì này Thái? Quả gì nhá? Đây đây. Hơi đầy thế này phải. Khê à? Ừ. Hơi đầy dưới dặn.
mặt hết đau đầy gù rồi. Đấy chứ, để không... Ha ha ha.
đến thì lúc qua. Ăn được ngày cứu đâu nhưng mà nó mới ăn được. Thank you.
Đấy, đợi. Ăn được nhỉ.
bao nhiêu ấy? 20.000 cân. 20.000 cân này, thế cho chú 1 cân. Cân đấy. Cân từng này đủ rồi. Đẩy quá nhỉ. À, 250. Luộc nha chị nha.
Sẵn này, sẵn dây này ăn tốt lắm này. Ngọc quá. Cái cù quá. Bà kìa. Ăn giỏi nghẹn đấy.
đầu nó mềm cứng. Sai nhỉ?
mà chuột gặm ấy. Đây, bác ơi, đồng cái này lỗ vốn đây này. Vừa cái này đây. Con xong rồi, con... Thank you.
Ngon lắm. Ăn cơm ngon. Hết bài. Nóng không? Tươi luộc ngọt này nghe là tiếng ngọt. Ăn đi.